Xin chào các bạn thân mến nhé. Thì buổi tối ngày hôm nay Sơn đã có mặt ở chợ đêm Bắc Hà. Thì buổi tối ngày hôm nay thì tất cả người dân địa phương cũng như là du khách tham quan đã đổ về phiên chợ đêm Bắc Hà này rất là đông để mọi người được tham gia giao lưu những cái buổi văn nghệ chợ đêm ở Bắc Hà. Ngày mai thì sẽ là ngày khai mạc lễ hội đua ngựa ở Bắc Hà này các bạn ạ. Thì ngày hôm nay á, buổi tối ngày hôm nay thì bà con dân bản rồi cũng như rất là đông người sẽ biểu diễn tất cả các tiết mục văn nghệ ở bên sân khấu bên kia. Thì lát nữa thì Sơn sẽ ghi hình lại ở cái khu vực bà con dân bản người ta biểu diễn về những cái tiết mục văn nghệ kiểu như là thuộc kiểu bản sắc ấy. Thì lát nữa thì Sơn sẽ ghi lại những cái hình ảnh đó để truyền tải cho các bạn xem nhé. Quan sát thấy đấy thì buổi tối ngày hôm nay thì rất là đông du khách cũng như là người dân địa phương ở Bắc Hà cũng như là Lào Cai họ tập trung về khu vực chợ đêm Bắc Hà này rất là đông các bạn ạ. Thì bây giờ Sơn sẽ lượn một vòng xung quanh ở đây để Sơn ghi lại những cái hình ảnh buổi chợ đêm Bắc Hà cho mọi người xem nhá. Bắt gặp một cô gái rất là xinh đẹp các bạn ạ. Không biết là cô bạn này là người ở đâu đó. Cho mình hỏi một chút là bạn là người ở đâu vậy ạ? Có vẻ cô gái hơi ngại ngùng. À, Yên Bái. À, Yên Bái thì cũng có rất là nhiều các cô gái xinh. Và ngày hôm nay thì Sơn lại bắt gặp được một cô gái người Yên Bái. À, cụ thể là bạn ở chỗ nào Yên Bái vậy? À, thành phố Yên Bái luôn à. Thế là hôm nay là đôi bạn trẻ là cũng đi tham gia cái buổi lễ hội ở đây. Là vừa mới lên ngày hôm nay à hay là... À, vừa lên buổi sáng nay thôi à? Lễ hội đua ngựa thì sẽ tổ chức vào bắt đầu từ sáng mai khai mạc. Thì tối nay chắc là chỉ đi chơi chợ tình thôi đó, đúng không? Rồi, chúc đôi bạn trẻ đi chơi vui vẻ nhá. Cảm ơn các bạn. Hiện tại bây giờ thì Sơn đang có mặt ở trong một số những cái gian hàng trưng bày những cái đồ về trang phục cũng như là dụng cụ nhạc cụ dân tộc. Đấy, thì khu vực này là người dân ở đây là kiểu thuộc kể cả như thuộc huyện Bắc Hà ấy. Đó là trưng bày tất cả những cái bộ trang phục của người đồng bào. Trong đó là có đồng bào Mông, là Tày rồi là cũng rất là nhiều những cái mẫu trang phục. Ở phía bên này thì Sơn lại quan sát thấy là cũng có rất là nhiều những cái nhạc cụ dân tộc. Ví dụ như là cây sáo, cây tiêu rồi có những cả những cây xin tiền nữa các bạn ạ. Đây là những cây xin tiền này các bạn nhé. Cái xin tiền này là nó là cũng là một trong những cái nhạc cụ của người đồng bào Mông. Mỗi khi có những lễ hội dịp gì thì sẽ múa gậy, múa gọi là múa cây xin tiền này các bạn. Còn phía bên trong đây thì Sơn quan sát thấy là cũng có rất là nhiều những cái nhạc cụ, ví dụ như là khèn này, rồi tiêu, sáo rất là nhiều. Ở trong cái buổi chợ đêm Bắc Hà này thì chủ yếu là những cái đồ truyền thống, những cái đồ về thuộc về bản sắc dân tộc vùng cao các bạn ạ. Rất là đẹp, ở đây thì họ trưng bày và có bán luôn các bạn ạ. Đây các bạn nhé, ở trên kia thì mình có quan sát thấy là có một số điện thoại của chủ gian hàng này. Chủ gian hàng này thì
người ta bày bán tất cả những cái đồ nhạc cụ dân tộc, trong đó là có những cái mặt hàng tiêu sáo khèn các thứ đầy đủ ấy. Thì ai có nhu cầu mà để mà mua về những cây sáo, cây tiêu hay là những cây khèn của người đồng bào vùng cao thì có thể là liên hệ theo cái số điện thoại ở bên trên kia nhá. Như các bạn quan sát thấy đây. Bây giờ mình có thể đọc lại cho các bạn nghe nhá. 0943 này 870250. Có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại này để các bạn mua nhạc cụ dân tộc được nhá. Đấy, như trong này thì còn rất là nhiều những cái nhạc cụ thuộc về kiểu như là tre lứa thôi các bạn ạ. Buổi tối ngày hôm nay thì chủ yếu là các bạn thanh niên nam nữ cũng như là các du khách ở thập phương đi chơi tham quan và tham gia chương trình giao lưu văn nghệ chợ đêm Bắc Hà. Rất là đông người các bạn ạ. Ôi, mình cũng cảm giác rất là vui khi mà được tham gia cái lễ hội chợ đêm này. Thực ra là cũng rất là lâu rồi thì Bắc Hà mới có đợt tổ chức lại một buổi chợ đêm. Vì thời gian trước ấy thì là có kiểu tình hình dịch bệnh Covid ấy, cho nên là mọi chương trình chợ đêm cũng như là mọi thứ là đều bị cắt hết. Nhưng mà thời điểm này thì nó cũng mọi thứ được lới lỏng hết rồi, cho nên là chợ đêm người ta lại họp lại. Và hay hơn nữa là cái chương trình tổ chức lễ hội đua ngựa của Bắc Hà thì được tổ chức vào ngày 5 tháng 6, tức là ngày mai, buổi chủ nhật đấy các bạn. Thì chính vì như vậy thì du khách gần xa là họ đổ về đây rất là đông, rất là vui luôn các bạn ạ. Ngày mai thì mình sẽ quay những bác gọi là đua ngựa trong cái vòng loại. Thì bắt đầu từ trước ngày mai thì mình sẽ ghi lại những hình ảnh đẹp nhất ở đấy cho các bạn xem nhé. Buổi tối ngày hôm nay thì Sơn lại gặp lại các bạn gái lúc chiều mà kiểu diễn tập đấy các bạn. Tối ngày hôm nay thì các bạn mới là diễn chính ở đây đúng không? Đây, và các bạn gái người Mông rất là xinh đẹp các bạn nhé. Thì lát nữa thì các bạn ấy sẽ diễn chính ở trên sân khấu bên kia, thì mình sẽ quay toàn cảnh các bạn ý múa xin tiền cũng như là mọi thứ nhá. Toàn các bạn xinh thôi.
Các bạn ơi, có lẽ là Sơn sẽ kết thúc cái video buổi chợ đêm Bắc Hà này tại đây thôi các bạn ạ. Bởi vì bây giờ thì mọi người cũng tan hết các chương trình văn nghệ, ca nhạc các thứ rồi. Và mọi người du khách thì cũng gần như là cũng giải tán về nghỉ hết rồi. Còn ngày mai thì Sơn sẽ quay trực tiếp những cái cảnh về đua ngựa Bắc Hà. Bây giờ thì Sơn xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo ạ.